Ok mấy bạn. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục lắp ráp một số siêu nhân nhỏ nha. Mình siêu nhân mini, siêu nhân nhỏ thôi. Có siêu nhân lắp ráp. À, many. Tiny. Siêu nhân xe, rồi bữa là mình ta lắp ráp là siêu nhân cảnh sát. Police Superman. Rồi đây là siêu nhân gì đây? Giới thiệu luôn đi. Ultraman. Ultraman Gal X. Siêu nhân gì đây? Ultraman cũng Ultraman X thôi à. Siêu nhân dơi, siêu nhân dơi nó bị khủng long. Siêu nhân khủng long, big khủng long luôn đúng không? Đúng rồi. Đây là siêu nhân khủng long. Đây là siêu nhân khủng long. Cá sấu biến thành xe, siêu nhân gao. Ultraman. Siêu nhân phù thủy. Purple color, màu tím. Hàng loạt các siêu nhân. Robot. Rất nhiều robot. Siêu nhân robot. Quá đẹp luôn. Mình chuẩn bị sẵn sàng để bước vô cuộc đấu với đúng. Siêu nhân cảnh sát. Đúng rồi. Rồi tiếp tục con đó hoàn thành rồi, siêu nhân xe đã biến thành xe rồi, con đã làm siêu nhân xe rồi. Mình phải ngồi dậy chứ. Ồ. Đúng rồi. Rồi siêu nhân biến hình xe này, đó ba bốn cái đã lắp ráp xong rồi đó. Đúng rồi. Siêu nhân này là siêu nhân lắp ráp nè. Đúng rồi. Đó. Lắp ráp á. Này là siêu nhân xe màu vàng á. Đúng rồi. Ồ, mình có thể biến thành con xe rồi chuyện giờ mình đang chuyển qua siêu nhân là một con siêu nhân đúng không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Bắt đầu con đi. Nó dễ không? Dễ khó? Dễ. Lắp ráp dễ khó? Dễ. Quá dễ luôn. Quá dễ luôn. Easy. Easy. Lắp ráp. Đúng rồi. Dạ. Bắt đầu là con đi chơi nè. À. Rồi con này màu vàng này, hai cái chân nè, xoay lại nè, nó thành siêu nhân chưa? Đúng rồi, thành siêu nhân rồi, bẻ hai cái chân lại kéo ra. Đó, thành siêu nhân nè, nó đứng luôn. Đúng rồi. Gắn lại, hai cái cháu gắn lại nó mới đứng được. Đúng rồi. Xong chưa? Chưa xong. Chưa xong hả? Xong rồi mà. Đó, thì cũng đơn giản thôi, gắn hai cái chân lại, gắn bẻ dài ra. Rồi. Cắt đầu ra. Đó, đó nó sẽ thành siêu nhân cái mặt của nó đó. Bẻ ra, gắn thêm. Rồi, tạm vậy đi. Mấy con này rồi, lâu quá. Rồi, con đi chơi rồi. Rồi tới con siêu nhân, làm thêm con siêu nhân này nữa là siêu nhân. Xe luôn màu đỏ, thấy không? Nó siêu nhân màu đỏ nó hay quá, đẹp quá. Đúng rồi, đẹp lắm. Nó có thể ráp thành xe, biến thành siêu nhân, đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Nó gỡ tay ra luôn. Gắn vô lại. Nó có cái chấu nó gắn vô đó. Đúng rồi. Đè mạnh nó mới vô đó. Rồi đè mạnh nó mới vô. Rồi bắt đầu là đi chơi á. Ừ, bắt đầu hết cái này là mình sẽ đi chơi. Đúng rồi. Rồi chuyện qua là chiếc máy bay plane. Máy bay white plane. Máy bay có thể điều khiển. À phải auto đó, tự động đó. Điều khiển mà dạng tự động. Đó, siêu nhân cảnh sát đã sẵn sàng hết rồi đó. Chuẩn bị vào cuộc chiến rồi đó. Đúng rồi. Cuộc đấu giữa siêu nhân cảnh sát và các siêu nhân. Rồi,
quá đẹp luôn rồi, quá đẹp luôn, rồi, quá con siêu ngoan. robot.